Con rất muốn được trở thành vận động viên giống mấy anh chị để giành được huy chương vàng cho Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay em đã gắn bó với môn vũ xu được 7 năm rồi và em đã được giành được huy chương vàng quốc gia. Sở văn hóa cũng đã chỉ đạo trung tâm là triển khai cái kế hoạch tập trung các cái điều kiện tập luyện rồi các cái phương tiện tập luyện để tập trung cho các đội tuyển của thiếu trẻ. Thể thao của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ phát triển, chắc chắn là phát triển. Để đánh giá trình độ phát triển của mỗi nền thể thao, bên cạnh thành tích kỷ lục, cơ sở vật chất hay những sự kiện thể thao quốc gia quốc tế được tổ chức đăng cai, lực lượng tài năng trẻ cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng. Đây chính là nguồn vận động viên tiềm năng cung cấp sức mạnh cho thể thao mỗi quốc gia trong tương lai. Trong nhiều năm qua, công tác đào tạo tài năng trẻ của ngành thể thao Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những nhiệm vụ được quan tâm và chú trọng. Dưới sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa và Thể thao, công tác tuyển chọn đào tạo vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu và việc phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên đã được củng cố tạo tiền đề nâng cao thành tích thứ hạng của thể thao Bà Rịa Vũng Tàu trên bảng xếp hạng toàn quốc. Trung tâm huấn luyện tập trung ở các cái đội năng khiếu của đội và đội trẻ, bởi vì những cái đội này là những cái đội tiếp sức cũng như là những cái nguồn lực mà để chuẩn bị cho cái thành tích cao của giải thi đấu tại Đại hội Toàn quốc 2026. Hiện nay thì chính vì vậy cho nên là trung tâm huấn luyện cũng tập trung về cơ sở vật chất cũng như các chế độ chính sách, rồi đã tập trung các cái điều kiện tập luyện rồi các cái phương tiện tập luyện để tập trung cho các đội tuyển của thiếu trẻ. Gần đây nhất ở Đại hội Thể thao Toàn quốc, thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng 20 bậc với thành tích giành 13 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 33 huy chương đồng. Lần đầu tiên vươn lên xếp thứ 19 toàn quốc. Hay trong 3 tháng đầu năm 2024, các đội tuyển thể thao thành tích cao liên tục ghi dấu ấn ở các giải quốc gia, giành 15 huy chương vàng, 25 huy chương bạc, 30 huy chương đồng. Thành tích đạt được của ngành thể thao Bà Rịa Vũng Tàu có sự đóng góp không nhỏ của các lứa vận động viên trẻ được đào tạo bài bản. Đến nay em đã gắn bó với môn vũ xu được 7 năm rồi và em đã giành được huy chương vàng quốc gia. Nhằm tiếp tục duy trì công tác đào tạo trẻ trong đề án phát triển nguồn nhân lực thể dục thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2026, ngành thể thao tỉnh tăng cường quy mô công tác đào tạo trẻ ở nhiều bộ môn nhằm tạo ra thế hệ vận động viên chất lượng hướng đến mục tiêu nằm trong top 15 Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2026. Riêng trong năm 2024, ngành thể thao tỉnh tuyển chọn xây dựng phát triển lực lượng vận động viên theo 3 tuyến, năng khiếu, tuyến trẻ, tuyến tuyển với 108 huấn luyện viên và 687 vận động viên của 26 môn thể thao đã được phê duyệt. Đây là Xuân Lựu của 7 năm về trước. Một cô bé nhỏ nhắn nhưng rất đam mê, nhiệt huyết và đầy quyết tâm với bộ môn vũ xu. Và sau nhiều năm khổ luyện, Nguyễn Thị Xuân Lựu đã là một vận động viên thể thao thành tích cao, giàu triển vọng của đội tuyển vũ xu Bà Rịa Vũng Tàu. 17 tuổi, Xuân Lựu đã giành huy chương đồng Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, huy chương đồng giải vô địch vũ xu quốc gia 2023, huy chương vàng giải vô địch vũ xu trẻ quốc gia 2023, cùng nhiều bộ huy chương khác ở các giải khu vực và quốc gia. Trong những bài quyền của cháu tập á, nói chung là cháu đều có những kỹ năng, nhưng tốt nhất của cháu là bài đao và bài quyền hay không. Cháu có thể là nó là một vận viên tiềm năng của đội tuyển quốc gia. Nếu mà khi quốc gia cần đến thì cháu sẽ phục vụ. Xuân Lựu chính là hình ảnh tiêu biểu của thành quả trong công tác đào tạo vận động viên trẻ ở bộ môn vũ xu nói riêng, thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Không chỉ vũ xu mà nhiều môn thể thao trong đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã và đang làm tốt khâu đào tạo trẻ, điển hình như bộ môn judo.
Sau thế hệ vàng vô địch SEA Games, Nguyễn Thị Diều Tiên, Nguyễn Thị Thanh Trâm, Judo Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục giới thiệu những gương mặt kế cận xứng đáng ở thời điểm hiện tại. Trong đó, Trần Thanh Hiển đang là đương kim vô địch Judo Đại hội Thể thao Toàn quốc hàng cân dưới 81kg nam. Còn Võ Thị Phương Quỳnh vừa xuất sắc giành huy chương đồng châu Á tại Quảng Châu, Trung Quốc. Đây cũng là hai trong số 3 vận động viên đã giành huy chương vàng tại giải vô địch Judo các câu lạc bộ quốc gia năm 2024, giúp Judo Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định vị trí trong top 3 toàn quốc. Em hy vọng là môn judo ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình có thể phát triển được kể cả ASEAN và vươn tới được Olympic luôn. Chuẩn bị cho tương lai, Judo Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang đào tạo 16 vận động viên tuyến trẻ và 16 vận động viên tuyến năng khiếu tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện đạt chuẩn cho các vận động viên, ngành thể thao còn chi trả đầy đủ các chế độ theo quy định về tiền công tập luyện, tiền dinh dưỡng ở mức 2,5 đến 3 triệu đồng trên tháng dành cho vận động viên năng khiếu và mức 7,5 đến 8 triệu đồng trên tháng dành cho vận động viên trẻ. Sự quan tâm từ cơ quan chức năng cộng với nguồn cảm hứng từ các thế hệ đi trước càng giúp những vận động viên trẻ, vận động viên năng khiếu thêm đam mê, nhiệt huyết, khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo Judo Bà Rịa Vũng Tàu. Con rất mê môn này, con sẽ thi đấu để giành huy chương cho Bà Rịa Vũng Tàu. Con rất muốn được trở thành vận động viên giống mấy anh chị để giành được huy chương vàng cho Bà Rịa Vũng Tàu. Có rất là nhiều em nhỏ và cũng có rất nhiều phụ huynh đang quan tâm với vấn đề và cho các em đi tham gia tôi tập judo ở câu lạc bộ, và tụi em cũng đang cố gắng để tìm kiếm và đầu tư và chỉ dạy cho các em về tất cả các mảng từ chiến thuật cho tới kỹ thuật thi đấu, và cũng hy vọng là và cũng đang cố gắng để nhấn mạnh vào các lứa tuổi tầm 13, 14 hoặc là 15 để phát triển đi lâu dài cho thể thao tỉnh Đức Cao. Với bộ môn Muay Thái, 3 năm trước, đội ngũ ban huấn luyện, cộng tác viên đội tuyển Muay đã rải đi khắp nơi trên địa bàn tỉnh lẫn các tỉnh thành bạn để tìm kiếm tài năng. Tiếp đó là một quá trình sàng lọc khắt khe về thể lực, kỹ thuật. Đặc biệt, những em được lựa chọn vào đội tuyển Muay trẻ phải thật sự đam mê và quyết tâm, chấp nhận cuộc sống xa gia đình để khổ luyện mỗi ngày. Và thành quả hôm nay là đội tuyển Muay trẻ đã có 16 vận động viên đủ khả năng thay thế các vận động viên tuyến tuyển trong khoảng 2 đến 3 năm tới. Đào tạo từ năng khiếu đi lên thì nó sẽ là đi thành một hệ thống và sẽ nắm bắt được cái khối lượng tập luyện của các em để chuẩn bị tốt cho các tuyến và đôn tuyến. Bước vào đội tuyển trẻ không đồng nghĩa với việc đã chắc suất trên con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp, mà quá trình đào thải vẫn tiếp tục. Bình quân mỗi ngày các vận động viên trẻ phải trải qua khoảng 5 tiếng tập luyện, trong đó có 4 tiếng tập luyện ở cường độ cao. Với những vận động viên phải ép ký đầy đủ điều kiện thi đấu thì giáo án huấn luyện càng gian khổ hơn gấp bội. Buổi sáng thì tập từ 5 giờ tới 6 giờ 15 để mình tắm rửa để đi học. Buổi trưa thì tập giờ đội tuyển từ 2 giờ đến 4 rưỡi. Và khi đó tối mình ăn nhẹ thôi rồi mình tập tiếp. Ở hai kỳ đại hội thể thao toàn quốc gần nhất, Muay Thái liên tiếp mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao Bà Rịa Vũng Tàu. Điều này cho thấy hiệu quả trong công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên trẻ chính là chìa khóa mang đến thành công. Và với lứa vận động viên trẻ giàu tiềm năng, những hạt giống đã khẳng định được chuyên môn ở các giải quốc gia và thế giới như Khổng Thị Ngân, Trần Đăng Hưng, Nguyễn Thị Ni, Lê Minh Huy, bộ môn Muay Thái được kỳ vọng sẽ giúp thể thao Bà Rịa Vũng Tàu nâng tầm vị thế trong những năm tiếp theo. Tuyển chọn và làm tốt khâu đào tạo trẻ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao. Nếu tuyển chọn chính xác, kết hợp huấn luyện bài bản sẽ cho ra quả ngọt là những vận động viên chất lượng, ngược lại sẽ gây ra sự tốn kém, lãng phí. Hiểu rõ tầm quan trọng này, trong quá trình triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao, ngành thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đặc biệt quan tâm đến khâu tuyển chọn vận động viên cũng như công tác đào tạo trẻ. Nhờ đó, nhiều đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh đang sở hữu lứa vận động viên trẻ giàu tiềm năng, nhiều hạt giống đẳng cấp châu lục, hứa hẹn sẽ giúp thể thao Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định vị thế ở các đấu trường lớn trong tương lai.